Rồi. Xem đây thua bên nào. 44.000, thế mà lại lưu chuyển được 19. Wow, như vậy là có đến gần nửa tiền là dấu ấn của ngân hàng trong này. Rồi. À, đây có tí cổ tức cho cổ tức đến 26 mới rơi ra tí cổ tức. Ngày xưa thì đầu óc không tỉnh táo lại chơi cái trò này, trước có bạn hỏi rồi. Thế động những cái năm đầu lên sàn thì không chia cổ tức, mà đến bắt đầu từ năm 16 là mới chia cổ tức, đúng không? Thằng mặc dù cổ tức này thì cũng chỉ chiếm khoảng 10-15% cái lợi nhuận kiếm được thôi. Những năm đầu toàn cổ phiếu, đúng không? 45 gợi lên hình ảnh LOC. Thì chúng ta có thể thấy là đây lúc đầu lên thì đương nhiên năm đầu thì chưa cần trả cổ tức rồi, bởi vì lịch sử cũng chưa có gì. Phi cái đúng không? 18 đến 40. Sau đó thì năm sau tuyên bố tôi là có thể trả cổ tức cổ phiếu đúng không? Chắc là làm ăn với triển vọng kém, báo chí phân tích bôi xấu đúng không? Mặc dù là nhận năm 15 vẫn tăng nhưng mà cuối cùng thì phèo cái lại còn 20. Vậy là đó không tỉnh táo là rất là nguy hiểm. Đúng không? Tư tưởng của một nhà khởi nghiệp lại vác lên sàn là thành một công ty đại chúng, tư tưởng chứ không nhau, dẫn đến là tình trạng là không chứng minh được năng lực tài chính. Đây là các bạn cứ đòi là, còn thực ra tiền mặt ở đây thì cái khoản ít thôi chứng minh là tôi làm ăn đàng hoàng, cái chỗ tiền đấy không đáng kể đúng không? Nhưng mà nếu mà không trả là cũng to việc đấy đúng không? 25 năm rồi 4 được 1 đúng không? Phát hành shop loạn lên. Năm trước thì lúc mới lên sàn thì ông ấy đá cho như này coi như là 1.000 được 700 đúng không? 10 được 7. Sau đấy 4 được 1 đúng không? Như vậy cháo loãng quá. Và trong khi tiền mặt là không đi đâu đúng không? Như vậy là người ta sẽ nghĩ ngay đến LOC. Vậy là nguy hiểm. Nên là lập tức là năm 26 từ lúc tử tế lên tháng 5 26 thì đi ra đến đây chính là đoạn tăng giá đấy. Lúc bắt đầu chẳng có tiền mặt. Đúng không? Gọi là khôi phục niềm tin mà tôi là làm ăn đàng hoàng có tiền. Đấy, nhân dịp ai hỏi thì tiếp các bạn hỏi thì nói cái đấy đúng không? Bao nhiêu đâu, đúng không? 220 so với lần trước thuế 2010. Quan trọng là chứng minh cái tôi làm ăn đàng hoàng. Đúng không? Ở đây ông vay lại tầm 2.500 nhé, làm hai việc. Cần dòng tiền là hết khoảng tầm hơn 1.800, thế còn cổ tức là 200 nữa, như vậy là mới hết 2.100, thì ông vay tiền trong tay ông vay tầm 2.500 luôn cho đỡ làm nhà. Wow, vậy là 15. 15 tổng lưu chuyển là 83. Đến 2016 thì tổng lưu chuyển là 600 đúng không? Là lớn đấy. Rồi, quay quá tay lên một tí. Rồi. Hết có 1.900, 2.000 đâu, cứ vay tầm 2.500 ra, tính sao? Lấy về về. Nó 27 nhá. 23 là 2.800, lợi nhuận là 2.800. Rồi, khấu hao là 680 nhá. Vậy chúng ta thấy tốc độ phi khấu hao kinh quá. 110, chỗ này coi như là gấp đôi. Này, gần gấp đôi luôn. Đúng không? Đây là chắc là kết quả của cái năm đầu tư mạnh, các cái năm đầu tư mạnh này nên là tất cả mọi thứ đều phi theo, đúng không? Tất nhiên là có độ chế. 3. Rồi. Ở đây thì phải thu để tăng không nhiều. Hàng tồn kho nó mày giảm nhá. Hai mươi bảy làm cái gì nhá? Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại xem làm. Hai mươi sáu số hàng mở mới là 600, 27 số hàng mở mới là chỉ có 700 thôi, đúng không? 1.200 thêm 700 cũng là 57%, nhưng mà so với tốc độ mở mới phong độ như 26 thì không còn, đúng không? Xưa 600 lên 1.200, 1.200 thì 1.900. Ừ, chỉ được 5-6%, 300 đến 600 đúng không? 27 tốc độ phần trăm mở thì là giảm, mặc dù tốc độ tuyệt đối thì vẫn còn tăng 700 đúng không? Nhưng mà tất cả cái đấy thì dẫn đến là cuối cùng thì hàng tồn kho cũng âm, nhưng mà không âm lớn như ngày xưa. Không kiểu đây đang là 2.000 lên 4.000, 4.000 lên 8.000 đúng không? Như vậy là 27 là chững lại. Wow, như vậy là tốc độ đầu tư có vẻ sẽ chậm lại rồi. Rồi, qua nửa tiếp bọn em cấp tiền lãi vay đã trả là 220 đúng không? 223 chứng nghiệp đúng không?
Rồi. Vậy lưu chuyển kinh doanh đây là 26 đúng không? Rồi, được, chính xác rồi. Đây là thực dưỡng dòng tiền nhá. Thực dưỡng dòng tiền mà đến từ cái việc là mở không còn nhanh nữa, đúng không? Tốc độ phần trăm không còn phong độ như ngày xưa nữa, nên là nó chậm lại như này. Rồi. 2065 rồi. Tổng là âm 21. Không. Đây đây là gấp đôi, nhưng đây đây thì không còn gấp đôi nữa. Wow. Vậy là từ kho cũng bị chế lại, cũng có thể là do cái chu kỳ Tết nó khác, tại vì thường thường cuối năm người ta hay dồn hàng từ kho lên để gọi là chu kỳ bán hàng, đúng không? Lưu chuyển trong năm nhá, vẫn tăng tốt. Đúng rồi, mọi thứ đều chậm lại, 37 đến này gấp đôi, 81 đến này gọi là hơn gấp đôi, 19 đến đây 29 đúng không? Không còn gấp đôi nữa. Vậy là báo hiệu là doanh thu sẽ không tăng nhanh. Rồi. Chẳng có tức đây. Rồi. Ông có phát hành cổ phiếu gì cơ? Đường thì 2 tỷ kệ đi. Chắc là hay sót rồi. 1870. Đúng không? Như vậy là từ này dùng tiền lớn đấy. Đúng không? Rất lớn luôn. 26. Cân được hết hoạt động đầu tư, tiền là bên hoạt động kinh doanh, bây giờ cân hết hoạt động đầu tư, đây là bài chơi rồi, phải chuẩn bị cho cái sau rồi. 2004 cũng chính xác, 413 cũng chính xác rồi, đúng không? Thế động chỉ cần mở chậm lại thôi là tiền vọt lên, không khó lắm. Và chúng ta sẽ đến với báo cáo tài chính gần đây nhất nhá, chúng ta sẽ thấy năm 18 chưa? Bên trước thuế ở đây là của em là năm vừa rồi là 3.000 3.700, khấu hao đây là 1.200 nhá. Chúng ta có thể thấy là tốc độ khấu hao cực kỳ nhanh, thậm chí là cuối năm, chắc có khi là cuối năm Thế Động tăng khấu hao nhiều, à, tăng 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 cuối năm 17 Thế Động là tăng mở ra nhiều, cho nên là tốc độ khấu hao tổng của năm 17 vẫn không lớn đúng không? Nhưng năm nay lại bắt đầu lớn hẳn, phải thu. Phải thu trong 18 là dương rồi. Đó. Xem lại được nữa. À. Năm nay gần như là không mở mới này, 2018 rất là biệt này. Như vậy 2018 gần như là không mở mới. Vậy là chắc chắn là mày tiền năm là phải đẹp trai. Tất nhiên lợi nhuận về sau sẽ có vấn đề. Tồn kho này. À, chúng ta có thể ý thấy là lợi nhuận trước thuế này với cả cái khấu hao đó là gọi là 5.000 rồi đúng không? Và là cân được hàng tồn kho âm rồi, nhưng mà nó đơn giản chưa kể ra cái nhà xuất còn cho nợ nữa. Rồi đòi được tiền về phải thu này, đòi được tiền bên phải trả nữa này, là lấy được tiền cấu tiền bên phải trả này, lãi vay đã trả thuế. Rồi tổng lại dương hai nghìn hai nó đẹp dài quá, thế này thì kinh rồi, 27 dương tiền, 28 dương tiền, đấy là do kết quả của việc mở chậm lại. Đúng rồi, năm đầu tư thua cả năm 10 năm trước, nhưng mà chỉ đỉnh hơn 26 một tí về hàng tồn kho cũng thế, đây là âm có 4.600, chỉ hơn 4.500 ngày xưa có tẹo, mặc dù số cửa hàng trong 2 năm cũng tăng khá khá rồi. Vậy là khác hẳn rồi. Trong năm 18 thì chúng ta thấy có một khoản rất là to đúng không? 800 tỷ. Đấy, chắc là vụ Trần Anh rồi. 800 tỷ. Với chúng ta để ý nghĩ là năm 17 là lần đầu tiên anh thấy là có hoạt động tiền gửi, à, có hoạt động tiền gửi nhé. Rồi đây chắc là mình
Đi thêm vào đây tiền gửi tiền cho vay thì cũng giống nhau thôi đó ha. Rồi spread vào đây cả 27 này này, vượt qua bạn cho ngân hàng vay thì âm tiền, đáo hạn sổ tiết kiệm thì là dương tiền 28 đây. Bạn gửi những ngân hàng là 85 tỷ. Wow, sửa qua. Gửi được 1 tỷ. Không đáng bao nhiêu. Đáo hạn không thấy đâu cả. Chi mua công ty 800 tỷ. Đúng không? Như vậy là cha cha đấy. Tổng lại đúng không? Nhưng mà cái này cũng gần như là cân với bên kinh doanh rồi. Đúng không? Như vậy là cái tiền lưu chuyển kinh doanh hoàn toàn có thể cân được cả mở cửa hàng luôn. Mua cả công ty thôi kia luôn. Rồi đúng không? Đấy, ở dưới thì do mua trần anh nên là nó tính bằng vốn góp, như vậy bản chất đây là vụ hoán đổi cổ phiếu. Tôi ghi âm tiền bên này đúng không? Như là ghi dương tiền bên này, bởi vì góp vào thì mình mới làm chủ trần anh được. Bây giờ trần anh nó chỉ là cái vỏ thôi. Đây gọi là không vốn đúng không? Thu rồi, động tác này thì cũng đơn giản là và cho thấy lưu chuyển tiền nhá, một lần nữa 31893 này, dưới này là trả là 31690, như vậy coi như là cân cổ tức là trừ 485 đúng không, tăng lên rồi. Rồi ghi nhận sổ sách coi như là dương, mà thực ra là thấy đi vay thì cũng gần như là cân thôi, chẳng có cái gì cả, ở trên này gần cân rồi. Như vậy là tại trạng thái tài chính là chỉ cần như vậy, chúng ta thấy là khi mà trong quá trình đầu tư tài sản cố định thì đương nhiên là âm tiền, nhưng chỉ cần mở chậm lại thôi là tiền này dương, đúng không? Không khó lắm. Như vậy là, nhưng mà tất nhiên nó sẽ làm cho các năm về sau tốc độ tăng trưởng với cả doanh thu sẽ chậm, đúng không? Chúng ta biểu hiện ra chúng ta thấy 29 tốc độ đẩy doanh thu của thế động chậm, rất chậm. Kinh nhá. Thì kinh rồi. Hai đúng không? Nhưng không hào thì tăng có nhẹ thôi, rất rất nhẹ. Đây là kết quả của việc đầu tư chậm của các năm trước. Phải thu. 8 này. Rồi. Hàng tồn kho đây đây mới là bứt phá nhá. 8.000. Rồi, đúng không? Rất 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 lâu rồi chúng ta mới thấy hàng tồn kho lại còn lên 46 đến 83, gợi nhớ là những cái năm 15 16 phi mã mà phải có như thế thì nó mới có động lực về sau, đúng không? Thì ai xuống tiền thấy động là sẽ phải lưu cái này. Công ty đang đầu tư cực kỳ mạnh, đặc biệt là vào cuối năm, đúng không? Cho nên là mới dẫn đến tình trạng là quý 3, quý 4 là nhận này chỉ còn tăng hơn 800, mà trong quý 1, quý 2 là hơn 1.000, bởi vì hai kỳ cuối ông mở ồ ạt bay qua xanh. Bay đã trả 37, có thể có coi như là công ty cũng chọn thời điểm đấy. Rồi thuế nhá, 6.000 tỷ nữa. Rồi, đây trong khi năm, đúng rồi, lại trở về cái âm rồi. Chúng ta lại thấy âm đúng không? Âm ở đây là do hàng tồn kho dâng lên đúng không? Mà biểu hiện đây là cuối năm ông mở cửa hàng OA. Tất nhiên là nó sẽ phải âm. Rồi chi mở cửa hàng đúng không? 3.000 tỷ, nhưng mà đây cũng là một con số gọi lại những gì đã có. Cao vào năm 17, 2.000, ngoái có 28.000 rưỡi rồi. Mày đến 3.000 rồi đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ thấy một lần nữa như thế. Chúng ta sẽ kỳ vọng là 2020 này đúng không? 2021 là sẽ có kết quả. Rồi. Đặt trạng thái tài chính là lâu lắm rồi ông toàn đi vay, bây giờ ông gửi tiền đảo với ngân hàng là tận 8.000 tỷ cơ, theo tính ra món vay. Gửi ngân hàng đúng không? 8.000. Đáo hạn thì gửi 5.37. Vay gửi dòng ở đây là 3.000. Lãi vay là 2.7. Rồi âm 58 nha, trong đó thì gửi dòng 3.000,
còn chi mở hàng 3.000 nữa khoảng đấy ở trên năm đúng không, nhưng mà khả năng ở dưới sẽ phải 3.000 rồi. Mươi tỷ cái 17 không lần có 4 thì phải 92 rồi, chẳng còn gì nữa ít rồi. Vay dòng đây là vay dòng ngân hàng 45.000 tỷ, trả gốc ngân hàng 38.800, như vậy là 7.000. Ở trên thì trả bớt ngân hàng 3.000, ở dưới đi vay là 7.000, như vậy là trong quan hệ với ngân hàng thì của Thế Đồng đã vay dòng là 4.000 đấy nhé, chứ không phải vay nhiều. Đối với vốn chủ của Thế Đồng là mười mấy ngàn rồi thì vay dòng thêm 4.000 thì cũng không phải là khó khăn gì đúng không? Lấy ra rồi vốn chủ bây giờ lên 12.100 rồi, cổ tức năm ngoái lên 600 rồi nhé, tăng vốn nhanh quá thì 15% càng ngày là càng lớn, lưu chuyển tài chính đúng không? Tổng là 631 rồi, vậy cái này cần được gần như hết hai chỗ ở trên rồi, tổng lại âm tiền có 507 thôi. Rồi vậy là đẹp quá ngoài dương tiền. Như vậy là với những gì là chúng ta đang nhận xét về lưu chuyển tiền thì chúng ta có thể thấy là công ty đang đầu tư cực kỳ lớn và dỡ hàng tồn kho lên cũng cực kỳ lớn, và chúng ta sẽ kỳ vọng là trong vòng 1-2 năm tới thì sẽ kết quả sẽ hiện ra nhé, chứ còn năm rồi là đơn giản là chậm lại và doanh thu chậm, nhưng mà lợi nhuận tăng đấy là do chậm lại và một số khấu hao hết thôi, chứ còn không phải là kết quả của một quá trình đầu tư. Năm nay đầu tư này chúng ta hy vọng là 2020 2021 là có kết quả, cái quan trọng là ở đây. Tất nhiên là cái việc như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là cái số lỗ đúng không? Số lỗ nó sẽ vào đây. Cái này là phải chấp nhận thôi. Bên Vinmart người ta còn lỗ lên 5.000 mấy cơ, 5.500 cơ. Đây như thế vẫn còn là hiệu quả rồi. Đúng không? Vậy là chúng ta sẽ phân cái phần này. Rồi ở đây thì mình sẽ đi vào thuyết minh nhá, xem có cái gì mới mẻ không. Công ty được coi là biết đến ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà trụ sở trên pháp lý thì lại là thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chứ không phải là Hồ Chí Minh. Chắc là mình nhận được ưu đãi gì đó. Số nhân sự đến thời điểm này là 57.000 người, cách đây một năm là 40, như vậy là đang nhanh rồi đấy.